Cùng xem lại hành trình từ hẹn hò đến hôn nhân của cặp đôi này nhé. Hãy comment chúc phúc cho họ nào các bạn ơi. Trải qua được 30 tình rưỡi. 30 tình rưỡi luôn. Không có đôi con. Đủ các bộ phận cơ thể trên con người là được. Tóc dài, màu đen. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Rồi mời bạn giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thủy, năm nay 24 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán ở Bình Dương ạ. Em ở nhà ở Bình Phước. Nhà Bình Phước đi làm ở Bình Dương. Mời bạn trai. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn bên kia và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình tên là Nguyễn Đức Hùng, năm nay mình 27 tuổi. Hiện tại là mình đang là nhân viên của phòng quản lý chất lượng của công ty Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1. Làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Bình Dương, Sài Gòn. Tại công ty em thì ở tại thị xã Tân Uyên ạ. Tức là dạ. Của Bình Dương luôn đúng không? Dạ. Quê em ở đâu? Em thì sinh ra ở Hà Tĩnh và lớn lên thì em ở lớn lên ở Đắk Lắk. Làm dạ. Ở Bình Dương á? Dạ em làm ở Bình Dương. Lại rồi bạn bên kia là cũng là làm ở Bình Dương. Nghe cái cười tươi lắm, thấy thuận lợi rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình đi bạn. Dạ, điểm mạnh của em là em chân thành và rõ ràng. Ừ. Có trách nhiệm với lời nói của mình và hành động của mình. Ừ. Mọi người thường nhận xét em là hiền và nhút nhát. Hiền và nhút nhát. À, chị phải ráng tự tin lên, không sao hết ha. Mình có nhược điểm gì không em? Em hiền, nhút nhát và khả năng giao tiếp của em không tốt. Ừ. Thế công trong công việc mình không có thường hay giao tiếp nhiều hả? Dạ em làm ở bộ phận kế toán nên giao tiếp nội bộ trong công ty nhiều. Ngoài công việc đó em có làm việc gì nữa không? Dạ buổi tối em có đi dạy thêm tại phường Phú Lợi. Em dạy cái gì? Dạy lớp tình thương ạ. Dạy tiểu học từ lớp 1 tới lớp 5. À nếu như vậy thì mình cũng là phải năng động hoạt bát. Mình cũng dạ. Giao tiếp tốt chứ. Ở trong lớp thì em giao tiếp tốt, còn ra ngoài em ngại. Giao tiếp với mấy em nhỏ thì tốt. Dạ. Giao tiếp với người lớn thì ngại. Dạ. Rồi mời bạn trai. Dạ em thì ưu điểm của em thì chắc là nấu ăn tốt, chơi thể thao khá, hát hò thì trung bình, mà làm việc là bạch linh tinh thì ổn. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em chắc là cái tính của em nó hơi người ta gọi là lăn chăn á, khi mà vào một việc gì đó thì em chưa suy nghĩ rõ ràng thì em đã quyết định rồi. Hát hò trung bình đâu, thử hát bài cho nó vui coi. Thôi thì gửi tặng các quý vị khán giả và các bạn bên kia thêm gửi tặng bài Châu An gần em gần thêm một chút nữa. Trái tim anh hòa dòng máu nóng để yêu em. Giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thay giữa lòng ngừng là hình bóng anh. Nắm tay anh đừng để anh đi, đừng để anh đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được 3 mối tình rưỡi. 3 mối tình rưỡi luôn. Rưỡi là sao? Rưỡi là tức là em cái mối tình cuối cùng của em thì nó gọi là bắt đầu chớm nở, nhưng mà nó chuẩn bị chưa tới đâu vào đâu thì lại phải dừng lại, nên gọi là 3 mối tình rưỡi chị Tường. Rưỡi. Nhưng mối tình trong 3 mối tình đó mối tình nào sâu đậm và mối tình sâu đậm với em nhất là mối tình thứ 3. À bao nhiêu năm? Dạ em thường thường thì yêu chung tình lắm, 3-4 năm lận. Mối tình cuối đó cũng 3 năm. Tại sao lại phải chia tay? Dạ thứ nhất là vì khoảng cách địa lý, là nhà em có xảy ra chuyện thì em có về Đắk Lắk sống một thời gian, và sau này thì em có xuống đây làm thì hai bên cũng có gặp nhau, cũng có nói chung cũng tình cảm với nhau lại, nhưng mà nó có gặp trắc trở về một số vấn đề nên là bọn em quyết định là chia tay. Rồi bây giờ tình trường của em sao? Dạ em có một mối tình 4 năm đại học. Rồi lý do sao chia tay? Em nghĩ là lúc tụi em quen nhau là đã sai rồi. Sao sai? Là sao? Tụi em quen nhau xong tìm hiểu nhau, thấy tính cách của nhau khác nhau nhưng mà cố gắng để quen nhau. Nhưng càng cố gắng thì càng cảm thấy không hợp nên chia tay. Thôi bây giờ ai cũng có mối tình rồi, chuyện cũ bỏ qua nè. Bây giờ mình nói tới người mới đi. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn trai phải cao khoảng 1m7. Bên kia cao nhiêu em?
Em cộng 4 phân em mới bằng được chỉ tiêu đó chị ơi. Bớt chút xíu được không em? Dạ không sao ạ. Em còn tiêu chuẩn gì nữa em nói dạ, luôn cho không, bạn trai mình. Không có đô con. Không quá đô con. Không hút thuốc. Không gia trưởng. Hai cái đó em không có. Hòa đồng, vui vẻ, dễ tiếp xúc, dễ gần. Sao em được bao nhiêu phần trăm? Dạ em chỉ có là không cao được 1.7 thôi chị ơi. Còn lại em đáp ứng được chị ạ. Được hết. Dạ. Rồi vậy bạn trai tiêu chuẩn sao? Tiêu chuẩn của em về bạn gái thì là đủ các bộ phận cơ thể trên con người là được. Đó rồi. Thứ hai là dễ thương một chút, ngoan hiền một chút, lễ phép một chút. Và em thành một người phụ nữ của gia đình. Nếu như một người phụ nữ gia đình ta có khiếm khuyết một cái gì đó trên cơ thể thì em không chấp nhận à? Dạ không, tức là mình đang nói với Von thôi, tức là đầy đủ chân tay mắt mũi giống như mọi người. Dạ, nên còn nếu mà tình người... yêu đến thì mình không thể nói được vấn đề đó anh Linh. Đúng rồi, dạ, tình yêu mà đã nói được đâu. Dạ. Anh qua anh xem thử có đầy đủ tất cả mọi bộ phận cơ quan. Chào em. Dạ chào anh. Ơi. Dễ thương. Em ghét nhất tật xấu gì của người đàn ông? Dạ bê bối ạ. Bê bối. Em có bê bối không? Dạ không anh ơi. Không có bê bối. Dạ. Lăng nhăng nữa. Có lăng nhăng không? Dạ không anh ơi. Em chung tình 4 năm lận mà anh. Đàn ông bê bối lăng nhăng là cũng mệt lắm ha. Nếu như được thì khoảng bao nhiêu em chấp nhận cho đàn trai bước tới? Dạ tùy vào bạn trai ạ. Tùy bạn trai muốn bước lúc nào bước đúng không? Dạ không phải ạ. Tùy vào bạn trai thể hiện như thế nào. À, con số cụ thể khoảng 1 năm, 2 năm, 6 tháng gì được không? Dạ được 1 năm. 1 năm. 1 năm. Đúng không? Đàn gái đầy đủ tất cả những bộ phận trên người. Không. Em hình dung bạn gái như thế nào em nói chị nghe coi. Chắc là một người em chào chị. Một người chắc cao tầm 1m57, 58. Trắng, da trắng. Da trắng, tóc dài, màu đen. Thường thường. Màu dữ lắm. Mình có phải làm dâu không em? Dạ có chị ạ. Hiện tại giờ gia đình em thì còn em, còn mẹ và em và em gái em. Mẹ em thì hiện tại giờ đang sống Đắk Lắk, còn em gái em thì đang bán thuốc tây tại Bình Dương. Ừ. Dạ, ủa nếu mà vậy làm dâu là mình đi về Đắk Lắk sinh sống hả? Không, tùy vào thuộc vào người vợ của em. Người vợ của em nếu mà anh ơi mình về quê Đắk Lắk sống thì em sẽ về Đắk Lắk sống và ổn định công việc. Còn bạn nữ mà nói ồ anh ơi mình ổn định tại Bình Dương đi thì em sẽ đồng ý theo bạn nữ. Ở đâu mà vợ chồng làm ăn nên làm dạ, ra anh nên làm ra là được. Có dạ. Của cải tiền bạc dành dụm cho con cái sau này là được đúng không? Dạ, không nhất thiết là ở đâu. Dạ rồi dạ. Đồng ý. À, nhà trai cũng rất dễ dàng ha. Bây giờ em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với cậu mợ và em của em. Cậu mợ, rồi để nghe ý kiến cậu mợ coi sao ha. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả trong trường quay. Mợ thì thấy bạn trai này là mợ thấy được rồi. Bạn này cũng quê gốc Hà Tĩnh, cũng giống quê mình luôn. Tiêu chí chọn hai bạn ấy thì hai bạn đều đáp ứng được của nhau. Còn cháu của mợ thì rất là ngoan hiền, dịu dàng. Cũng như tiêu chí của bạn đưa ra. Thế mợ thấy được ấy, mợ chọn bạn này. Mợ chọn rồi đó. Dạ cảm ơn mợ. Rồi em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bạn và các anh chị đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi đại diện đàn trai đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào hai bạn trẻ và xin chào tất cả các khán giả trong trường quay. Mình tên là Thu Thảo, mình là một người chị, cũng là một người đồng nghiệp với em Hùng. Hùng thường ngày thì rất là vui tính, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Chị thấy là bạn nữ bên cạnh là cũng rất là dễ thương. Hiền và quan trọng là hai em là cùng làm ở Bình Dương. Chị thấy hai em là có nhiều điểm cũng rất là hợp nhau. Chị cũng hy vọng hai em cho mình một cơ hội để tìm hiểu nhau sau chương trình này. Rồi, cảm ơn chị. Qua khảo sát hết cả nhà rồi ha. Bây giờ hai bạn tự suy nghĩ, gặp nhau và quyết định có bấm nút hay không. Mở rào. Mời bạn. Mình có món quà tặng. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Đây là cuốn sách Hãy Chọn Yêu Thương. Hy vọng là anh sẽ rút ra được nhiều yêu thương trong đó. Cảm ơn em. Dạ rồi, cảm ơn. Em làm anh bất ngờ quá. Dạ sao? Anh suy nghĩ về em khác mà giờ chắc lại. Nhưng mà thấy em dễ thương hơn. Trong lúc anh suy nghĩ.
Hiện tại anh đang làm ở Bình Dương. Hiện tại anh đang làm Bình Dương, anh làm ở chỗ đường gần chỗ miếu ông cụ anh. Em làm ở trong V-Ship 2. V-Ship 2 à? Vậy mình có thể gần nhau rồi đó. Thường thường thì thời gian rảnh của em thế nào em? Em thì buổi tối 2-6 thì em đi dạy, còn 3-7 thì em ở nhà. À, chủ nhật thì ở nhà anh. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Anh muốn hỏi em nhiều lắm mà. Vậy thì anh hỏi đi ạ. Hơi run. Thường là người đẹp thì anh hay bắt được sóng nhiều lắm. Vậy lại. Mà hôm nay tự nhiên đẹp quá nên là. Cũng miệng lưỡi dữ ha, cũng được. Hẹn hò thế nào các bạn? Mỗi tuần ta gặp nhau bao lâu, bao nhiêu lần? Mỗi tuần thì anh có thể dành hết một tuần cho em được. Rồi quan niệm về hôn nhân gia đình như thế nào? Đối với em, tình yêu là một thứ gọi là thiêng liêng lắm. Đối với em thì em sẽ có hy sinh hết về tình yêu để không phải hối tiếc về cái người gọi là mình chọn để làm vợ của mình. Bây giờ cho bạn trai một quyền ưu tiên, bạn hãy tiến tới nắm tay bạn gái. Bạn gái khá nhút nhát, mình phải chủ động lên. Nói gì từ trái tim của mình nha. Tiến tới, mạnh dạn lên, xin phép nắm tay. Anh nắm tay em được không? Dạ được. Anh thì là người xây dựng. Anh muốn nói với em là nắng gió công trường anh không sợ, chỉ sợ đường về thiếu bóng em. Em cũng hy vọng anh sẽ là một người của gia đình và giống cậu em. Cậu em cũng là một người của gia đình. Cậu luôn lo lắng và chăm sóc không những mợ mà cả em nữa. Nên em cũng hy vọng anh thấy được cậu em. Anh cũng sẽ cố gắng là một người đàn ông của gia đình. Dạ. Nếu em đồng ý bấm nút nha. Dạ. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Có cậu mợ, có bạn bè, tất cả mọi người chứng kiến. Chúng ta bấm nút là hẹn hò với nhau, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Các bạn nhé. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi hai bạn nắm tay nhau đi nào. Hãy xin phép cậu mợ. Dạ, xin phép cậu mợ cho con được được hôn bé. 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 Rồi. Hôn đi. Bé đang chờ. Chúng ta sẽ cùng xem lại hành trình từ hẹn hò đến hôn nhân của cặp đôi này nhé. Hãy comment chúc phúc cho họ nào các bạn ơi. Bây giờ ai đại diện nhà gái để phát biểu nhận xét cặp đôi này? Cho chị gặp người bên nhà gái đi. Bà con bên nội bên ngoài hết luôn á hả? Rồi, chào em. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, gia đình nhà bạn Nam và quý vị khán giả ngày hôm nay ạ. Thì em tên là Mỹ, em là chị gái của Tươi. Thì thực ra là hai chị em cùng tham gia chương trình nhưng mà duyên của em gái em tới trước cho nên bạn ấy có mặt ngày hôm nay. Là em cũng đăng ký tham gia luôn đó hả? Dạ. Thì em có đôi lời nhận xét về em gái em. Thì bạn ấy là một người phụ nữ khá là hiện đại ạ. Thì công việc ở trên công ty thì bạn ấy hoàn thành rất là tốt ạ. Và ở gia đình thì bạn ấy cũng là một người rất có trách nhiệm. Thì thực ra là do khi mà kể từ khi em đi làm hay đi công tác thì bạn ấy hầu như là người quản xuyến tất cả các công việc của gia đình. Tất cả mọi chuyện xảy ra hay là có người làm hay là gì được bạn sắp xếp hết. Thì cái khuyết điểm của bạn ấy là do bạn ấy lo cho mọi người quá có trách nhiệm và thì đôi khi cái phần thiệt lại về bạn ấy. Thì bạn ấy không có chăm chút về bản thân hoặc là nghĩ cho mình nhiều. Thì cái này nó em nghĩ là nếu trong tương lai thì em mong là em gái em hãy cứ vì mình đi, đừng có vì mọi người quá ha. Còn về nhận xét về bạn Nam thì em thấy bạn Nam khá là thú vị ạ.
và bạn ấy cũng có cái tư tưởng rõ ràng, có công việc ổn định, tức là bạn ấy có chí tiến thủ, thì điều này rất là tốt ạ. Trong gia đình thì người đàn ông cũng nên là như thế ạ. Rồi, em có một lời khuyên gì cho em gái của mình, thấy cặp đôi này có tương ứng, thích ứng được với nhau được bao nhiêu phần trăm? Thì em mong muốn là em gái em bấm nút ạ. Bởi vì em theo như mọi người ở đây thì mọi người thấy bạn trai ok ạ. Rồi, cảm ơn em. Một cái theo quan điểm của em, cái chuyện mà về quê với lập được Hồ Chí Minh như thế nào? Thực ra là do gia đình em thì mọi người cũng ở dưới này, mong muốn là lập nghiệp dưới này. Thì còn về bạn gái thì em mong là hai bạn hôm nay thì em gái mình bấm đi, rồi sau đó là hai người sẽ cùng nói chuyện với nhau, và nó nếu như mà mình có thể tiến được xa hơn thì việc em gái em có trở về hay như nào thì bạn ấy hài lòng, bạn ấy vui thì nhà em chấp nhận ạ. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em, bạn thân và các anh chị. Cả nhà từ Lâm Đồng vào luôn ha. Rồi, cho ai gặp mẹ, chào cô. Gia đình mình trên Lâm Đồng mới xuống hả cô? Dạ vâng. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào cô Cát Tường. Dạ. Chào gia đình bạn gái cùng toàn thể các khán giả trong trường quay. Trước tiên là gia đình cô xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho gia đình cô được có điều kiện và gặp gỡ ngày hôm nay. Thì nói chung là về gia đình thì Phú là con trai độc nhất trong nhà. Nhà có hai chị em thôi. Và nhà cô ở Hoàn Ninh, Di Linh, Lâm Đồng. Thì ở đây thì nói về Phú thì là cô cũng mong là có con dâu lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay được đi là cả nhà xuống đây, anh rồi là cháu rồi là bạn rồi là chị gái, thì là đi thì là nhiều lần thì là đi là rất là say xe, nhưng khi mà nói mà đi được gặp mặt bạn gái của Phú thì là không say xe gì hết. Và rất là thích đi và rất là mong là may là được dự cái chương trình này. Thì hôm nay thì Phú ơi, mẹ thấy cô gái này thì cũng cá tính, nhìn thì cũng dễ thương, lanh đẹp, hoạt bát. Nếu như theo mẹ thì con cũng bấm nút được. Tuy nhiên thì như bạn gái thì muốn là ở thành phố Hồ Chí Minh thì đúng là con trai một, nhưng mà nếu về tình yêu của hai con mà chấp nhận được thì cô cũng sẽ sẵn sàng. Trời chứ ơi, cô mẹ cũng không ngăn cản gì hết. Vì bây giờ Phú thì cũng đã có một tiệm nhỏ ở ngay ngã ba chỗ Hoàn Ninh rồi. Thì nếu như mà được về thì càng tốt, gia đình cũng tạo điều kiện. Còn nếu không thì vì tình yêu của các con thì mẹ cũng đồng ý, mong rằng con sẽ thôi thì cũng muốn nói rất nhiều nhưng thôi nhường lại tiền cho con. Rồi, xin hỏi, xin hỏi đàn gái chút xíu, hồi nãy đàn trai phát biểu đàn gái ồ lên hoài luôn. Sao vậy? Lý do sao vậy nha? Anh chắc ở gần rồi. Rồi, em nói đi em. Con chào cô ạ. Thì thực ra nhà con ở Hòa Nam, thì nhà cô ở Hòa Ninh, con nghĩ là chắc cách nhau chỉ có khoảng 10 cây số, chưa khoảng chục cây thôi. Mà nhà con thì mọi người muốn đi đi ra lên Bảo Lộc hay xuống Sài Gòn thì lúc nào cũng đi qua Hòa Ninh ạ. Vậy thì cũng rất là trùng lập thôi. Ngày xưa chồng cô làm hiệu trưởng ở Hòa Nam, làm hiệu trưởng cấp 2 á, thầy Bính. Lại ôi nữa hả? Tôi quen rồi, tôi quen rồi. Rất là nhiều phải không ạ? Học thầy luôn hả? Chú Quyền Linh ở Cát Tường. Thực ra là thầy Bính là cái năm đấy bọn con học là thầy Bính là hiệu trưởng của bọn con, và bọn con biết thầy Bính và thầy Bính cũng biết bọn con luôn ạ. Trời ơi, hay quá. Bây giờ em gái có thể nói vài câu với cô đi. Gặp rất là gần. Cô cũng là một hiệu trưởng về hưu. Dạ, tôi xin phép chào cô. Thì cháu rất cảm ơn chia sẻ của cô với những lời tốt đẹp dành cho cháu. Thì cháu cũng cảm ơn cô với anh chia sẻ, thật là mình rất là gần nhau. Thì mong là mình có cơ hội gần nhau thêm. Dạ, rất nhưng, cảm ơn. Cảm ơn cháu. Ủa nhưng mà ba mẹ bạn nữ có phải là giáo viên không? Dạ, hiện tại mẹ em vẫn đang là giáo viên ạ. Ồ, vậy là phải nói nãy giờ mình trùng hợp rất là nhiều thứ ha. Dạ, nó là duyên đó, hình như ở rất gần với nhau, thậm chí là chung trường với nhau mà bây giờ mới gặp nhau ở đây, mới biết nhau ở đây. Đó, cái duyên có thể nói là khó bao giờ có lắm. Chúng ta cho một tràng pháo tay cái duyên đó đầu tiên. Rồi,
Còn bây giờ để xem hai bạn ấy duyên như thế nào nha. Kéo màn. Đây là phút quan trọng nha em nha. Anh quên rồi. Tên gì em quên rồi. Em hỏi anh. Xin chào, anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, có quà tặng ảnh luôn. Dạ, em cũng có quà tặng anh mà tuy nhiên em không nghĩ là anh tới quê Lâm Đồng. Mang cà phê đúng không? Dạ, đây là cà phê Răng Say thương hiệu Lâm Đồng. Dạ, cảm ơn anh. Hay quá. Cái này đi em, cái này luôn đi rồi mình nói chuyện sau. Nãy giờ cảm xúc nhiều lắm. Âm nhạc lên cho nó tăng lên cái cảm xúc lúc này. Dạ. Em xin phép đàn một khúc nhỏ của bài Cơn Mưa và Gió Nước Mắt. Dạ không lời. Ok. Phú có thể hay là một người đàn người hát. Đúng rồi, được nghe không? Thử xem nào. Phú có biết đàn không? Em thì chắc là sau này phải nhờ cô ấy. Vậy thì em đàn Phú hát đi thử xem. Được không? Anh ơi em xin phép làm nó khi có hai người thôi được không ạ? Làm chỉ có hai người thôi hả? Dạ đúng rồi. Thì được, cũng được, hai người cứ làm đi. Ok, chắc là anh xin phép hỏi em trước. Dạ. Không, bây giờ chưa thấy nào. Bạn gái đã thể hiện cái tài năng của mình rồi. Dạ. Bạn trai cũng có thể tìm một cái tài lẻ nào đó mình cho cô gái biết đi. Ok, vậy thì em sẽ dựa theo cái món quà em tặng. Thì đầu tiên là có cái con gấu anh có mua. Thì sau khi mà sang đây thì vội quá, thì để quên ở phòng trọ rồi. Nên là nếu mà xíu nữa mình có bấm thì anh sẽ dẫn em về đây lấy nốt con gấu còn lại. Còn ở đây cái con gấu này thì đi theo nó là một câu chuyện. Nói chung là anh cũng cóp nhặt ở trên mạng thôi. Và anh muốn nó cũng giống như con người anh. Muốn mọi người đều vui vẻ thì có gì em nghe. Đó là câu chuyện về một chú gấu tốt bụng. Chú gấu ấy rất là tốt. Nên là chú hay giúp đỡ mọi người. Vào một cái buổi chiều hôm đó ấy, thì có một bác nông dân. Bác đi ngang qua thì con muỗi nó có đậu lên má của bác ấy. Đúng rồi. Thì chú gấu này theo cái tính tốt của mình, chú ấy quay lại chú tát con muỗi đó. Thì con muỗi thì chết tươi, còn bác nông dân thì chết thảm luôn. Đó là cái câu chuyện của anh. Còn về phần ca hát thì có khi là anh cũng muốn hai đứa có thể hát và trao đổi. Còn đoạn nhạc em đánh thì anh có thể hiểu một phần nào đó. Dạ. Thì em rất mong là anh lấy con gấu đó và em đứng ngoài em đợi. Không, con đó thì nó bằng bông rồi, nó không tát được đâu. Thì yên tâm đi. Dạ. Em xuống đây là bao nhiêu lâu rồi? Em xuống đây bắt đầu từ năm 2009. 2009? 2009 là năm anh đi về luôn đó. À, là anh đi về từ năm 2009? Đúng rồi, hồi xưa anh cũng có học và làm việc ở đây. Năm em đến là năm em đi. Đúng rồi. Có khi là, ủa mà sao ở Hà Nam là khu vực nào mà anh... Anh là anh hay đi sửa dạo lắm. Anh gặp rất là mọi nhiều người trong đó lắm. Anh ơi, có chừng nào anh sửa wifi nhà em không ạ? Cũng có thể đó. Cũng có thể đó. Dạ, nhà em gần chùa Hòa Nam ạ. Gần chùa Hòa Nam, gần chùa Hòa Nam thì chắc là không rồi. Dạ. Địa điểm thì anh chưa tới. Em mới sửa tới chùa thôi ạ. Anh hy vọng là sau cái thời gian này, anh thì đàn anh chưa học. Nên là anh rất mong có một người dạy đàn cho anh. Dạ. Là mình có thể tìm hiểu nhau. Anh ơi, dạy đàn em không có dạy miễn phí. Sẵn sàng thôi, anh sẵn sàng đóng phí. Dạ. Em thấy anh thế nào? Dạ, thứ nhất điểm cộng đầu tiên đó là mình cùng quê. Ok.
Tức là bản chất con người là từ gia đình là mình đã một phần là biết nhau. Thứ hai đó là ấn tượng đầu tiên là rất là chân thật và có thể tin tưởng được. Ok, thế anh thật mà. Dạ, anh có phiền nếu em hỏi anh một vài câu ạ? Ok. Dạ, câu đầu tiên đó là ngoại trừ công việc thì anh có mối quan tâm nào khác, ví dụ như các chương trình từ thiện hay là tham gia học một ngôn ngữ hay là môn thể thao, có không anh? Cái đấy thì trước anh có. Bây giờ thì thứ nhất là tiện anh mới làm. Công việc của anh nó tương đối là nó giết thời gian nên là anh không có tham gia được. Còn trước đây thì anh cũng đã từng tham gia rất là nhiều. Dạ, anh tham gia gì ạ? Anh thì anh không thể nhớ được tên. Anh có thể đi với họ này, phát quần áo cũng có. Rồi những hôm nào anh không đi được thì anh gửi tiền. Đại khái là anh giúp được thì anh sẵn sàng anh giúp. Nên là dạ, cái đó. Nếu vậy thì rất là tiện. Em có hay đi đúng không? Dạ, em cũng có tham gia một vài chương trình okay. Từ thiện. Và em thích học, thích chơi thể thao. Em có bơi lội. Và em cũng thích là có chơi được một môn nhạc cụ nào đó. Rất là vui vẻ trong cuộc sống. Anh thì cũng đang tập. Anh tập gì ạ? Anh tập guitar. Nhưng mà tại vì anh tay trái. Thôi mình nói gì quan niệm tình yêu đi. Nói chuyện đó chắc tới sáng luôn rồi, có 2 phút thôi. Quan niệm tình yêu của mỗi em như thế nào? Ok, thì anh xin phép hỏi trước đi. Dạ. Thì em nghĩ như thế nào về một tình yêu và một cái mối quan hệ trong xã hội? Nó giống như là cái tình yêu nó như thế nào và tình bạn như thế nào? Và cái tình cảm trong gia đình như thế nào? Dạ, có lẽ trong 3 thứ em xin phép xếp gia đình lên đầu tiên. Ok. Tình yêu thứ hai và bạn bè thứ ba. Bởi vì những mối quan hệ đó là gần với em nhất. Đúng rồi. Và từ trong lòng em, từ trong bản thân em yêu thương họ nhất. Và khi một bạn nam trở thành người thân của em, tức là mình cưới nhau rồi. Thì bạn đó nghiễm nhiên sẽ có một vị trí quan trọng như là gia đình của em. Okay. Và em cực kỳ nghiêm túc trong chuyện này. Anh thì cũng nói luôn về quan điểm tình yêu của anh. Dạ. Anh thì cũng khá có nhiều cái mối quan hệ trên xã hội. Đại khái là anh đi sửa máy anh có thể gặp các cô giáo. Nói chung là anh gặp tiếp nữ rất là nhiều. Và hầu hết là anh sửa cho nữ là chủ yếu. Nên là sửa chữa nữ. Đúng rồi, sửa mà khách hàng của anh là nữ. Sửa khá là chữa nhiều. Cho khách hàng của anh là nữ. Đúng rồi, chứ đội nữ thì anh không biết sửa cái gì cả. Dạ. Nên là anh quan điểm anh rất rõ ràng. Anh yêu thì anh rất tập trung. Và nhiều khi là cái sự quan tâm của anh nó làm người khác khó chịu được. Dạ. Nhiều khi anh rất là muốn tìm hiểu xem cô gái đó đang thế nào, đang ở đâu gì đó. Thậm chí là đi về nhà trưa thôi. Nó chỉ là như vậy. Nên nhiều khi là anh thấy nếu đó là một cái sự khó chịu thì tốt nhất trong tình cảm của bọn mình ấy, thì mình cứ rõ ràng với nhau. Dạ. Thì nó là thoải mái nhất. Dạ vâng. Quan điểm về con cái như thế nào? Với anh quan trọng thì lắm. Anh cứ theo cái khuôn rập của một gia đình mình giáo viên mà. Đó là 2 con. Để nuôi dạy cho tốt và cũng theo cái quan điểm của nhà nước luôn. Thì không biết là em có muốn thêm không? Dạ thì chắc là quan điểm 2 con để nuôi dạy cho tốt ạ. Ok. Em còn gì muốn hỏi nữa không? À dạ không ạ. Ok. Bây giờ chúng ta chỉ còn 30 giây nữa. Các bạn hãy kiểm chứng lại từ nãy giờ tất cả mọi điều đang đến thế nào. Thực sự đây có phải là một đối tượng để mình tìm hiểu để tiến tới hôn nhân hay không? Kiểm soát xem trái tim mình có rung động một chút nào chưa. Nha, đừng vì tất cả điều gì hết, chỉ vì con tim. Nếu rung động thì ta bấm, không rung động thì thôi. Mỗi người nói về suy nghĩ của mình với đối phương. 30 giây nhìn nhau hoặc nhắm mắt để cảm nhận, để chúng ta bắt đầu phát biểu. Bắt đầu. Xin mời hai bạn. Em sẽ bấm chứ. Dạ có. Vậy chắc bỏ qua phần 30 giây đi chị. Dạ không. Em xứng đáng được nhận nó không ạ? Em xứng đáng được nhận những lời đó không ạ? Không, tại vì chắc chắn là anh sẽ bấm. Đúng dạ, không bỏ qua được. Vậy mình lại phải nhìn thêm 30 giây nữa hả? Em hãy nói những cái gì em đang suy nghĩ nãy giờ với người đối diện và trái tim lúc như thế nào? Tận đáy lòng em đang suy nghĩ gì về cô ấy? Em thì em thấy là một cô gái này thì rất là dễ thương. Bản lĩnh thì có thừa.
nên là có khả năng mình sẽ xung đột với nhau hơi nhiều. Nhưng anh nghĩ cái xung đột đó trong tầm kiểm soát được, và anh rất mong mình có một cơ hội để đi được đến cuối con đường về. Dạ. Hãy suy nghĩ, có sẵn sàng cho những xung đột trong tương lai chưa? Một chàng trai rất là trầm, suy nghĩ cũng chín chắn, nói chậm nhưng mà rất thông minh. Một cô gái năng động, cũng thông minh không kém, lém lĩnh. Hôm nay là một ngày rất quan trọng với các bạn nha. Bởi vì hai gia đình có mặt gần như đầy đủ. Một gia đình từ Lâm Đồng đi vào đến thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến cái việc này. Các bạn không thể dối lòng mình được. Không phải bấm vì một điều gì cả. Khi ta bấm là ta đã quyết định điều sâu hơn, xa hơn. Quyết định cho mình một cuộc sống hôn nhân. Chứ không phải bấm để vừa lòng ai hết nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Lắng nghe cảm xúc. Rất là quan trọng nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với nó. Các bạn có thể dối lòng mình nhưng không thể dối lòng với gia đình của các bạn đang xem chương trình. Hãy thật lòng mình bằng cái nút bấm nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đây, giấy tốt nghiệp vẫn còn. Gửi cho đó, chúc về hai người xem. Và đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng gửi tặng các bạn. Bây giờ thì mình hãy nắm tay thật chặt và hôn nhau. Một chút cái này mai mốt khi nào xong hết anh đem lên nha. Tụi bay đang lên, tụi bay đem cái ào ào lên. Đem lên mà em phải chờ người ta nói xong chứ đừng đang nói. Ok. Rồi. Làm thủ tục đầu tiên đi hai bạn. Với sự chứng giám của gia đình hai bên. Cái này là bắt tay rồi. Vẫn là thủ tục của chương trình. Dạ. Là gì các bạn? Cho phép nhau. Dạ. Đấy. Rất tự tin và bản lĩnh cá tính. Tôi rất thích phong cách của bạn hay gái. Hay là không xuống để chàng trai hôn. Rất dễ thương. Rất thông minh. Thông minh lắm, hai người hợp đấy. Cố gắng nha. Hy vọng rằng hôm nay với sự chứng kiến chúng ta là một ngày thật ý nghĩa. Và mong rằng các bạn sẽ sớm báo tin vui chúng tôi. Tay nhau thật chặt nha. Tìm hiểu nhau và đây là những phần quà của mình nữa nè. Đừng quên một chú gấu, ghé nhà trọ anh lấy thêm chú một chú nữa. Đây của em. Rồi cái đàn, okay. Cầm giùm bạn ấy đi. Dạ. Rồi méo cái tay vô, nắm tay nhau làm sao đi được đó đi à. Cho dù có tất cả điều gì trên tay nhưng mà chúng ta đừng quên nắm tay nhau. Thấy chưa? Đó, dễ thương lắm. Cố gắng nha. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, mình có đặt ra tiêu chí gì chăng nữa khi mà hai người nhìn thấy nhau và mắt chạm mắt và trái tim nó cùng một cái nhịp đập, nó có thổn thức thì tất cả những cái rào cản, những cái nó gọi là đưa ra cái hình mẫu hay đưa ra cái tiêu chuẩn nó đều bỏ hết. Nó không còn là gì không cả. Không còn giá trị gì cả. Tóm lại, duyên đã đến, phận đã kết thì không thay đổi thưa quý vị.